Thưa quý vị, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành kỷ quyết số 26 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, xứng đáng với vị thế vai trò của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới trong đó đáng chú ý là nghị quyết lần này đã xác định thành phố đà nẵng có vai trò phát triển trở thành trung tâm của nhiều ngành lĩnh vực của vùng đặc biệt là trở thành trung tâm tài chính quy mô cấp vùng tăng cường liên kết vùng đang là xu hướng và là bước đột phá mạnh mẽ nhằm tạo động lực và thu hút các nguồn lực cho hiện thực hóa các mục tiêu phát triển được xác định trong chiến lược và quy hoạch phát triển ở các địa phương vùng và cả nước Tuy nhiên, dù được các tỉnh thành quan tâm thực hiện nhưng vấn đề liên kết vùng về cơ bản vẫn chưa đạt được những kết quả như kỳ vọng. Chính vì vậy, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu có một số trung tâm công nghiệp dịch vụ hợp tác quốc tế lớn của cả nước với các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực là cửa ngõ ra biển của vùng Tây Nguyên và nước bạn Lào. Phải nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước. Cả nước vì vùng và vùng phải vì cả nước. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp các ngành về vai trò vị trí tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển của toàn vùng và từng địa phương trong vùng Nghị quyết số 26 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã xác định 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó thành phố Đà Nẵng có vai trò phát triển trở thành trung tâm của nhiều ngành lĩnh vực của vùng, đặc biệt là trở thành trung tâm tài chính quy mô cấp vùng. Hiện nay, thành phố cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính cấp vùng theo định hướng của nghị quyết theo đó, đề án Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng được xây dựng trên cơ sở những lợi thế cạnh tranh của thành phố như có vị trí địa lý và khả năng kết nối thuận lợi, sở hữu nhiều điều kiện tốt về hạ tầng đô thị, chất lượng môi trường sống, được định hướng trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, có nền tảng và lợi thế hạ tầng đủ để hình thành một trung tâm công nghiệp, công nghệ tài chính, fintech có quỹ đất sạch khá lớn, hiện nay đã chuẩn bị khoảng 6 hơn 6 ha và có khả năng mở rộng lên thành 62 ha được quy hoạch phục vụ cho việc thiết lập khu vực tài chính với các điều kiện về vị trí kết nối hạ tầng thuộc lại tốt nhất của thành phố. Bên cạnh việc tích cực triển khai nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng đã đề xuất với Trung ương một số giải pháp đột phá để tăng cường liên kết hiệu quả các địa phương của vùng Duyên Hải Trung Bộ để đưa vùng phát triển theo hướng nhanh, bền vững, mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế trong đó mỗi địa phương cũng cần phát huy hơn nữa vai trò nâng cao trách nhiệm đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của vùng trong thời gian đến